các bạn không giấu được xung đột. Như là một cái hôn phối mà nó không thành công. Đủ wow không? Đáng 100 đô không? Dạ. Yes or no? Yes. Ý tưởng tuyệt vời. Cả đôi khi phải học lại thí sinh. Fresh flavors. Tươi. Very elegant. Sáng tạo đấy. Tôi mong đợi đó. Chúng tôi sẽ tạo ra một cái món mà bắt nam chúng ta là chung một nhà. Được. Yes. Rồi, ai chị thắng? Tụi em gặp nhau xong thành team mạnh luôn. Yes, chúng tôi sẽ trở thành một team mạnh. Thực sự khi mà bàn mà ra thật nó không giấu. Các bạn không giấu được xung đột. Các chef cãi nhau mà quan điểm các chef cuối cùng cũng không gặp nhau. Đây là cái kết quả. Bò Wagyu á mà em kết hợp với chả cá này ấy, nó như là một cái hôn phối mà nó không thành công. Đủ wow không? Đáng 100 đô không? Dạ. Yes or no? Yes. Nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.